Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Nghệ sĩ Trung Hiếu. Trung Hiếu có tên đầy đủ là Nguyễn Trung Hiếu, sinh vào ngày 26 tháng 2 năm 1973 tại Thái Bình, được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình, nghệ sĩ sân khấu, đạo diễn kịch, diễn viên lồng tiếng với khả năng diễn xuất xuất sắc ở cả những vai chính diện và phản diện. Với lối diễn xuất của anh giản dị, không khoa trương và luôn chú trọng vào việc đào sâu nội tâm nhân vật. Anh được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2015. Anh hiện đảm nhiệm quyền giám đốc phụ trách nhà hát kịch Hà Nội. Năm 2004, Trung Hiếu đã giành huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Cũng trong năm này, bộ phim Đường đời do anh tham gia đã giành được giải nhất trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Ngoài công việc chính trên sân khấu kịch và đóng phim, Trung Hiếu còn tham gia lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến chính là vai diễn ông Tích trong series phim Đại gia chân đất của đạo diễn Bình Trọng. Ngoài ra, sở thích ngoài diễn xuất của anh là nghệ thuật thư pháp. Ngày 17 tháng 3 năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu làm lễ thành hôn tại quê nhà tỉnh Thái Bình với Thu Hà, nữ diễn viên ngân hàng kém anh 19 tuổi, quê ở Sơn La. Thu Hà từng là diễn viên múa và đã từng tham gia diễn trong bộ phim Hài Tết cùng Trung Hiếu. 3 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Sơn La, quê Thu Hà, hai người đã tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống. Khi được hỏi về chuyện lấy vợ, lần nào Trung Hiếu cũng trả lời ra riêng năm sau, lần này anh quyết định duyên thật, vợ 9X hẳn hoi và cũng đúng dịp xuân về. Trung Hiếu vừa rước nàng về dinh ở tuổi 46, hôn lễ tuy chưa được tổ chức tại Hà Nội nhưng cũng đủ làm xôn xao làng văn nghệ. Ngọc Hoàng Quốc Khánh đã đùa: Hiếu đã khôn được 45 năm rồi, sao giờ lại dại thế? Nhưng nhìn Trung Hiếu cười rạng rỡ thì ai cũng mừng cho sự dại khờ đó của anh. Trước khi lấy vợ, Trung Hiếu nổi tiếng là gã giám đốc kiêm nghệ sĩ nhân dân ế bền vững. Không ít người thắc mắc tại sao chuẩn men và thành công như anh lại mãi chưa chịu yên bề gia thất. Nhưng Trung Hiếu cũng lại rất ít khi nói về đời tư, nhất là chuyện lấy vợ. Đến giờ thì giới phóng viên văn nghệ chán cha buồn hỏi nữa, nam nghệ sĩ nhân dân lại bất ngờ kết hôn. Nói vui là nhiều người ngã ngửa, thoạt tiên còn tưởng anh đùa, hóa ra là thật. Sở dĩ có sự bất ngờ ấy vì Trung Hiếu cứ say sưa làm nghề, chẳng mấy ai nhìn thấy anh hẹn hò bao giờ. Trong một lần từng trải nghiệm hiếm hoi với báo chí, Trung Hiếu đã thành thật: Tôi mãi chưa lấy vợ vì đã trao duyên cho nghề. Nam nghệ sĩ đã bảo anh đã được nhiều người hỏi sao trong nghệ thuật lãng mạn đào hoa thế mà lại không biết đến điều ấy thành ưu điểm lợi thế trong đời sống riêng tư. Anh cười và thành thật: Tôi chỉ lãng mạn và đào hoa trong nghệ thuật thôi. Phải chăng tôi trao quá nhiều cái duyên của mình cho nghệ thuật, cho công việc, thành ra chuyện tình cảm bớt duyên hơn hoặc không còn duyên nữa? Truyền thông đã thường xuyên hỏi tôi về chuyện riêng tư, chuyện tại sao tôi chưa lấy vợ. Tôi biết đó là tình cảm mà mọi người dành cho mình, nhưng hôn nhân không phải muốn là được, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, anh bộc bạch. Trung Hiếu đã tự nhận trong tình yêu anh không bao giờ vội vàng, thế nên việc chưa kết hôn dù ngoài 40 suốt những năm qua không phải là chuyện bi quan. Tôi luôn tìm thấy cái hay trong cuộc sống của mình, tôi tin vào số phận theo triết thuyết của tôn giáo, học được rất nhiều, trong đó có việc sống lạc quan và không đổ lỗi cho bất cứ điều gì, anh bày tỏ. Trung Hiếu đã bảo, nhiều lúc anh cũng bị đồn là có vấn đề gì mà không mãi chưa lấy được vợ. Làng văn nghệ mà, vốn nhiều đồn đoán, anh chỉ cười, thôi thì mình muộn vợ, nhưng khi duyên số đã đến, như Trung Hiếu đã nói, tránh cũng không được. Trong làng văn nghệ phía Bắc, Trung Hiếu là một ca đặc biệt suốt nhiều năm. Bởi lẽ, ngoài anh gần như rất khó để kể ra một ai khác là giám đốc một nhà hát kiêm nghệ sĩ nhân dân nhưng lại chưa vợ. Đặt so sánh như vậy thì có phần hài hước, nhưng kỳ thực Trung Hiếu là người đã dành trọn đam mê cho nghề và anh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào tháng 1 năm 2016, đồng thời cũng nhận cương vị đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội khi còn rất trẻ. Khán giả biết đến Trung Hiếu với các bộ phim truyền hình như Một giờ làm quan trong vai Hàn, Ngõ lỗ thủng trong vai Anh Gù, Đời đường trong vai Khang, Mưa bóng mây trong vai Lân. Nhưng trên sân khấu, Trung Hiếu mới đúng thực là một tài năng. Nam nghệ sĩ đã ghi dấu ấn với những vai diễn như phó giám đốc chính trong vở kịch
Tôi và Chúng Ta, Thiện Thiêm trong Ngôi Sao Lạc Trời, Tống Thoại trong Cát Bụi, Tình trong Xuân Tím, Năm Sài Gòn trong Bỉ Vỏ. Anh đã nhận nhiều huy chương, giải thưởng và được công nhận là một trong những gương mặt trẻ có nét diễn đa dạng và thuyết phục. Ngoài chính kịch, phim truyền hình, Trung Hiếu còn là diễn viên hài được yêu thích. Anh có cách diễn hài tương tự, giọng rất hóm hỉnh, gương mặt đôi khi lạnh tanh để trực chờ nói ra những câu thoại hay ho. Đáng chú ý, anh diễn hài đa dạng và không đặt mình vào một khuôn phép nào. Anh tham gia cả hài trào phúng mang thông điệp xã hội nhưng cũng không ngại hài giải trí, thậm chí là hài bị chê là nhảm. Có ý kiến đã từng cho rằng Trung Hiếu gật đầu đóng hài giải trí vì cachet cao. Nam nghệ sĩ đã phủ nhận điều này với báo chí. Anh khẳng định bản thân làm trước hết vì sự yêu thích. Nếu không yêu thích sẽ không nhận kịch bản. Công việc mà không có đam mê thì không thành công được. Không đam mê, không say đắm, không hết mình thì khó làm nghề lắm. Tôi thì luôn phải sẵn sàng lọc chọn những nhân vật có màu sắc, có tính cách. Tùy năm tôi lại bén duyên với những dạng vai khác nhau. Anh nhấn mạnh, có những năm Trung Hiếu tham gia tới 3 đến 4 phim hài, chỉ có riêng năm nay vì có lẽ bận việc riêng, nam nghệ sĩ tham gia với số lượng ít hơn. Dù vẫn còn những tranh cãi khi đóng hài, nhưng không thể phủ nhận, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu là diễn viên đa tài ghi được dấu ấn trên cả 3 mặt trận là sân khấu, phim truyền hình và phim hài, không phải điều mà ai cũng làm được. Nhiều đồng nghiệp đã bảo Trung Hiếu hay ngại, ngay chuyện yêu đương cũng vậy. Trước khi kết hôn, Trung Hiếu và cô dâu 9X Thu Hà đã hẹn hò được một thời gian. Trung Hiếu đã bảo hồi mới yêu nhau, Thu Hà từng chia sẻ ảnh bạn trai lên trang cá nhân. Khi đó, nghệ sĩ nhân dân phải làm công tác tư tưởng với bạn gái. Anh cho biết, nghệ sĩ khi công khai tình cảm thường vướng nhiều lời ra tiếng vào nên giữ cho riêng mình. Thậm chí khi hai người đi với nhau, Trung Hiếu và bạn gái cũng rất dè chừng vì sợ nhiều người nhận ra. Nhưng thấy dè chừng mà cũng chẳng ai chú ý, Thu Hà trêu bạn trai, đấy, có ai quan tâm đâu, anh cứ tưởng mình nổi tiếng lắm. Chẳng phải chỉ chuyện riêng tình yêu, ngay cả như việc xét tặng nghệ sĩ nhân dân, Trung Hiếu cũng ngại. Nam nghệ sĩ đã từng tiết lộ trong đợt xét tặng danh hiệu năm 2015, anh đã khẳng định không làm hồ sơ vì thực sự rất ngại. Được thì không sao, không được khéo lại lời ra tiếng vào, nhưng đồng nghiệp, bạn bè, người thân thì liên tục ủng hộ, khuyến khích. Vì tôi đủ hết mọi tiêu chuẩn để xét tặng cho danh hiệu này, anh bộc bạch. Ở thời điểm xét tặng cũng có tranh cãi, sao Trung Hiếu che vậy đã được nghệ sĩ nhân dân, trong khi Chí Trung, Minh Hằng đợt đó lại trượt. Trung Hiếu lý giải, tính đến đợt xét tặng, anh đã hoạt động 22 năm trong nghề, trong khi yêu cầu là 20 năm. Và từ khi đạt được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đến khi xét duyệt, anh đã giành được huy chương vàng trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, thừa cả tiêu chuẩn về huy chương. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng danh hiệu không chỉ có ý nghĩa với bản thân mà còn có ý nghĩa với cơ quan, gia đình và khán giả trân trọng yêu mến mình nên mới quyết định nộp hồ sơ. Tôi rất vui khi được nhà nước công nhận và trao tặng danh hiệu, nhưng tôi tâm niệm danh hiệu là một trong những chuyện, nhưng làm sao để giữ được danh hiệu đó trong lòng công chúng mới thực sự quan trọng, anh khẳng định. Một người hay ngại như Trung Hiếu nhưng cuối cùng cũng đã có vợ, có được trọn vẹn vào năm 2019, có sự nghiệp và cũng là người đã có vợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.